Chào các bạn trẻ. À, bữa nay đổi không khí chút xíu nha, bởi vì cũng gần tới Tết Việt Nam mình rồi. À, khoảng hơn 2 tuần nữa là Tết Việt Nam, bữa nay mình đổi không khí chút xíu. Mình nói về Tết nha. Tết thì có cây mai nè, phải chạy đi kiếm cây mai làm background đó. Hai Trần Minh Quân, hai Thắng Mạnh Hoàng. Hello Simon. Is it beautiful, doesn't it? Gần Tết rồi, còn có hơn 2 tuần nữa là Tết Việt Nam mình, thì bây giờ bữa nay mình đã không khí nói về Tết nha. Cảm ơn Võ Đồng Giang. Hello Nguyễn Trọng Hiếu. Không bao giờ quên Việt Nam. Hai thằng đi nói. Hello anh Chí Trịnh, anh biết anh ở chợ Bà Chiểu. Tết có nhiều chuyện đáng nói lắm đó. À, Lê Trần, thì chính vì dân mình ăn Tết năm nay sẽ rất là khổ, thành ra mình phải nói về Tết. Ok, tại vì Tết có nhiều người bạn trẻ nói là cái dân tộc của mình á, cái gì cũng dính chùm với lại tụi Trung Quốc hết. Thành ra nếu mà ở chung với tụi Trung Quốc cũng đâu có bị cái gì đâu, mà tại sao phải nói là không cho tụi Trung Quốc vô nước của mình. Thì chính vì những cái bạn trẻ này nói như vậy, thành ra mình đã có một người bạn đã gửi một cái bài nói về Tết, Tết ta, là tức là Tết Việt Nam mình chứ không phải là Tết Tàu. Thành ra mình cũng có cái phong tục riêng của mình cũng có một cái nước độc lập riêng của mình. Thành ra bữa nay mình sẽ đọc cái bài viết là Tết ta không phải Tết Tàu. Xin nhớ rằng Tết âm lịch có từ dân tộc Việt rất lâu, rất là lâu rồi, từ hơn 4.000 năm trước. Sau mấy anh Tàu mới học theo Việt Nam để ăn Tết và biến thành Tết Tàu. Tết ta có từ thời vua Hùng Vương, sử dân tộc đã nói như thế. Từ chuyện kể lưu giữ từ đời này sang đời kia như chuyện bánh chưng bánh dày. Tới khi quân Tàu chiếm Việt Nam, một số phong tục lại từ phương Bắc nhập vào Việt Nam, rồi nhiều người cứ tưởng đây là Tết Tàu. Theo tự điển Bách Khoa của Wikipedia, viết ghi như sau: Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền, hay chỉ đơn giản gọi là Tết, là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam. Trước ngày Tết, thường có những ngày khác để sửa soạn như Tết Táo Quân, ngày 23 tháng Chạp âm lịch, và Tết Tất Niên, 29 hoặc 30 tháng Chạp âm lịch. Vì Tết tính theo âm lịch và lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng, nên Tết Nguyên Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương lịch, còn gọi nôm na là Tết Tây.
Do quy luật 3 năm nhuận 1 tháng của âm lịch nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 dương lịch mà thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, 23 tháng Chạp đến hết ngày 7 tháng Giêng. Hàng năm Tết được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 1 theo âm lịch trên đất nước Việt Nam và ở một vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống. Trong những ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau cùng thăm hỏi người thân mừng tuổi và cúng thờ tổ tiên. Theo phong tục tập quán, Tết thường có những điều kiêng kỵ. Văn hóa Đông Á thuộc văn minh nông nghiệp, lúa, nước. Do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã phân chia thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau. Và ứng với mỗi tiết này có một thời khắc giao thừa. Trong đó, tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng, tức là Tết Nguyên Đán, sau này được biết là Tết Ta. Theo lịch sử Trung Quốc, nguồn gốc Tết Nguyên Đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ. Thời Tam Đại, nhà Hạ chuộng màu đen nên chọn tháng Giêng, tức tháng Dần. Nhà Thương thích màu trắng nên lấy tháng Sửu, tức tháng Chạp, làm tháng đầu năm. Nhà Chu ưa sắc đỏ nên chọn tháng Tý, tức tháng 11, làm tháng Tết. Các vua chúa nói trên quan niệm về ngày giờ tạo thiên lập địa như sau. Giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh ra loài người nên đặt ra ngày Tết khác nhau. Đời Đông Chu, Khổng Tử đổi ngày Tết vào một tháng nhất định là tháng Dần. Đời nhà Tần, thế kỷ 3 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức là tháng 10. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ Đế 1140 trước công nguyên lại đặt ngày Tết vào tháng Dần, tức là tháng Giêng. Từ đó về sau, không còn triều đại nào thay đổi về tháng Tết nữa. Nguồn gốc của Tết vẫn còn đang được tranh cãi, nhưng hầu hết thông tin đều cho rằng ngày Tết Nguyên Đán có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập về Việt Nam trong 1.000 năm Bắc thuộc. Nhưng theo sự tích bánh chưng bánh dày thì người Việt đã ăn Tết từ trước thời vua Hùng, nghĩa là trước 1.000 năm Bắc thuộc. Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, từ năm 2852 đến 2005 trước công nguyên. Nhưng theo lịch sử Việt Nam cho thấy, họ Hồng Bàng dựng nước Văn Lang từ năm Nhâm Tuất 2879 trước công nguyên. Chỉ vì cả 2622 năm, Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân sau khi nó ngôi vị vua hiền đức này kết hôn cùng bà Âu Cơ sinh ra Hùng Vương. Từ thời đó, người Việt ta đã ăn Tết. Ta có thể thấy Tết ở Việt Nam đã có từ rất lâu trước thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Khổng Tử đã viết trong cuốn Kinh Lễ, ta không biết Tết là gì. Nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn người Mang. Họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó. Họ gọi tên ngày đó là ngày Tế Xạ. Sách Giao Chỉ Chí cũng có đoạn viết, bọn người Giao quận thường tập trung tại từng phường hội, nhảy múa hát ca, ăn uống, chơi bời trong nhiều ngày để vui mừng một ngày cấy trồng mới. Chúng gọi ngày đó là Mèn Thét. Không những chỉ có dân làm nông mà tất cả người nhà của Quan Lang, Chúa Động cũng đều tham gia lễ hội này. Chỉ có bọn Mang Di mới có ngày hội, mà người trên kẻ dưới cùng nhau nhảy múa như cuồng vậy. Bên ta không có sự quân thần điên đảo như thế. Ta cũng có thể nói Tết có nguồn gốc từ Việt Nam. Tết của hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc có ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng vẫn có những đặc trưng riêng của hai quốc gia. Trước năm 1967, Việt Nam lấy núi giờ Bắc Kinh làm chuẩn cho âm lịch. Ngày 8 tháng 8 năm 1967, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Cộng sản Việt Nam, ban hành đổi lịch dùng núi giờ GMT cộng 7, GMT plus 7, có nghĩa GMT có nghĩa là Greenwich Mean Time, làm chuẩn giờ miền Bắc. Vì thế, hai miền Nam Bắc Việt Nam đón Tết Mậu Thân hai ngày khác nhau. Miền Bắc ngày 29 tháng 1, trong khi miền Nam thì ngày 30 tháng 1. Từ năm 1976, cả hai miền Nam Bắc,
mới dùng chung múi giờ GMT plus 7, GMT cộng 7. Thế đấy nhé, Tết ta không phải Tết Tàu. Thì cái bài viết này là của một người bạn, bởi vì mình đi vòng vòng hỏi mọi người thì nói là tại sao mà mấy em cứ nhào vô nói là mình cứ lấy cái phong tục tập quán của tụi Tàu, mà tại sao mà cứ nói là không cho tụi nó vô nước của mình, chiếm nước của mình, ở chung cũng đâu có sao. Thì cái bài viết này mới được có. Có một em nhờ mình đọc một cái thông cáo thứ hai, bởi vì em đã nói là mình đã đọc cái thông cáo thứ nhất rồi, thì bây giờ đọc thêm một thông cáo thứ hai ha. Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng thông báo thứ hai, số 2. Kính thưa toàn thể đồng bào trong nước và hải ngoại, kính thưa quý vị nhân sĩ lãnh đạo các đảng phái, tôn giáo, tổ chức, hội đoàn trong nước và hải ngoại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện thực việc cai trị độc đảng trong suốt 72 năm qua, đã để lại những hậu quả tai hại cho dân tộc và đất nước. Trong suốt 72 năm cầm quyền cho Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể chối bỏ được, như thủ tiêu tam quyền nhân lập phân lập, đặt quyết định và quyền lợi của đảng lên trên cả hiến pháp và lợi ích của dân tộc Việt Nam. Cho dù ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của cả dân tộc mình, lệ thuộc hoàn toàn vào Đảng Cộng sản Trung Cộng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ khước tất cả mọi kiến nghị của phản biện ôn hòa của nhân dân và những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, mong sớm được thoát khỏi sự khống chế và xâm chiếm đất liền cũng như biển đảo của Việt Nam. Người dân luôn tâm huyết tới vận mệnh của quốc gia và dân tộc mình, yêu cầu nhà cầm quyền phải thay đổi thể chế chính trị, tôn trọng và thực thi triệt để các văn bản, công ước về quyền con người mà chính quyền đã ký kết với cộng đồng quốc tế. Nhưng nhà cầm quyền cộng sản vẫn phớt lờ từ mọi sự đóng góp chân thành để xây dựng một nước Việt Nam phú cường và thoát chung. Ngược lại, nhà cầm quyền còn ra sức tăng cường đàn áp, bắt bớ, tù đầy mọi phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, kể cả các đảng viên cộng sản cấp tiến. Để tạo môi trường và sự cần thiết cho công cuộc phát triển, thực thi dân chủ, nhân quyền và thoát chung cho dân tộc Việt Nam, vì quyền lợi tối thượng của đất nước và dân tộc Việt Nam, hôm nay chúng tôi, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, gọi tắt là Dân Xã Đảng, là một chánh đảng hoạt động hợp pháp và xuyên suốt cho biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dưới sự đàn áp tàn bạo của nhà cầm quyền đương cuộc, chúng tôi hoạt động một cách thầm lặng và luôn lên tiếng, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trao lại quyền tự quyết cho dân tộc và nỗ lực vận động việc thi hành các điều khoản về nhân quyền tự do cho người dân theo tiêu chuẩn chung của Công ước Liên Hiệp Quốc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Và bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi, những tầng lớp thế hệ trẻ, sẽ tiếp nối lại những tấm gương của các bậc tiền nhân đã vì quốc vong thân và phục hoạt lại một quân đội cảm tử của Dân Xã Đảng. Chúng tôi sẽ có những hành động rõ rệt để bảo vệ những tiếng nói chính nghĩa trong nước. Trân trọng kính chào quý vị. Sài Gòn, ngày 10 tháng 1, 2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Dân Xã Đảng, Tổng Thư ký ông Nguyễn Hữu Duyên. Thì là một người bạn nói là mình đã đọc cái thông cáo thứ nhất rồi, thì bây giờ đọc luôn cả cái thông báo thứ hai. Thì đây là một bạn trẻ đã gửi cho mình. Thì mình nghĩ là nếu mà có một cái nhóm, một cái group nào đó đứng lên đòi lại quyền con người, giành giữ đất nước, thì mình mong là toàn thể các anh chị em trong nước cùng đứng lên ủng hộ các bạn. Vì một hai bạn hay là một cái nhóm nhỏ nào đó sẽ không có làm được chuyện gì nhiều đâu. Thành ra mong là các anh chị em phải ủng hộ. Khi mà mình thấy những cái chỗ nào đó, những cái nơi nào đó đứng lên thì mình phải đứng lên theo cùng mọi người, thì cái sức mạnh nó mới đủ mạnh để lật đổ cái Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đã quá, nó quá ác độc, nó quá nhu nhược, nó bán hết biển đảo, bán đất của Việt Nam mình, nó chiếm đất tùm lum rồi nó để nó bán cho Trung Quốc một cái giá rất là rẻ, hình như là cho free luôn. Thành ra mọi người nên ủng hộ mấy em, là tại vì á, chúng ta mỗi người công nhân Việt Nam phải có một trách nhiệm để gìn giữ đất nước. Đừng có diện những cái ý kiến như là con tôi còn quá nhỏ, chẳng hạn như có một chị kia mà hai vợ chồng lẫn chứ không phải là một chị không nữa, vô nói với mình vậy nè, có dùng cái từ rất là cao siêu, đọc hoài mà cũng không có đọc ra được, là lực bất lòng tâm. Mà nhưng mà mình nghe được mình hiểu, có nghĩa là có lòng mà không có sức, có nghĩa là tại vì lý do là gì, có hai con nhỏ còn tuổi ăn tuổi học,
Vậy các em nhỏ này, các bạn trẻ này cũng là cũng cái tuổi cần phải đi làm kiếm sống, cũng phải vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền. Vậy tại sao các em bỏ công sức ra của mình, bỏ sức lực của mình ra để mà đứng lên giành lại đất nước, thì nên mà mọi người chúng ta không nên ích kỷ để cho một hai người dân đứng lên, 10.000 người, 1.000.000 người không thể nào cứu được một dân tộc 90.000.000 người. Thành ra mong là các anh chị em cùng nhau góp tay lại, để đây là một cái cơ hội sống còn của dân tộc. Thành ra mọi người chúng ta nên góp ý với nhau, đồng lòng kết nối lại để mà đứng lên. Vì không phải là đánh một người hai người mà đánh cả một cái đảng phái, thù trong ngoài giặc ngoài nữa. Thành ra mọi người chúng ta phải góp tay lại thì mới đánh được cả hai phía như vậy. Bây giờ mình đã bị cô lập ở chính giữa mà giặc trong và giặc ngoài nữa, thành ra 90.000.000 dân hãy cùng giơ tay lên đánh lại thì có thể là mình mới đổi được cái lịch sử. Còn mấy bữa nay, 2 ngày nay cứ là nhìn trên những cái Facebook á, thì thấy bao nhiêu cái chuyện gọi là hiến máu có nghĩa là cho máu có nghĩa là volunteer, là mình phải tự nguyện mình cho máu phải không? Thì tại sao mà nước Việt Nam bây giờ tới mức độ mà quản lý luôn cả máu của dân, nhưng mà mình không có nghĩ là nó đem qua nó bán cho Trung Quốc hay cái gì đâu. Rất là đơn giản, tiền trong dân nó muốn cướp, nó còn muốn giữ, rồi bây giờ đất của dân thì muốn cướp, bây giờ tới máu của người dân cũng muốn kiểm soát nữa. Kiểm soát máu để làm gì? Hiện tại bây giờ là mình nghĩ là nó lấy cái mẫu máu của người dân, cái thứ nhất là có thể đem qua cho quân đội Trung Quốc nếu mà có chiến tranh xảy ra, cái thứ nhì là nó sẽ biết được cái người nào máu loại nào thì cái nội tạng đó sẽ phù hợp với người nào. Thì nếu mà cái bên Trung Quốc nó chỉ cần nói là tao cần cái người mà lấy máu là này có nội tạng này, thì chỉ cần bắt một người đó ra là nó có thể lấy nội tạng nặng thay thế vô cho cái người Trung Quốc đó, hay là nó bán đi, thì nó kiểm soát rất là dễ dàng khi mà nó biết được cái mẫu máu của mình là mẫu máu loại nào, xấu tốt và cái loại nó như thế nào, thì nó sẽ bắt cái người dân đó, nó sẽ tìm mọi cách nó bắt cóc hay bất cứ cái gì, nó ra cái lệnh nào đó để mình đi đâu đó, rồi nó sẽ cho mình biến mất luôn, rồi nó sẽ lấy nội tạng của mình để nó cho hay là nó bán cho cái tụi Trung Quốc. Thành các anh chị em phải nên suy nghĩ là nó không có phải là lấy máu của mình không đâu, mà nó sẽ dùng cái đó để nó biết được người nào phù hợp với người nào để nó lấy nội tạng đó. Cái đó là suy nghĩ của mình, nhưng mà hy vọng là suy nghĩ của mình không có chính xác tới mức độ như vậy, là tại vì nhìn qua thấy sợ quá. Bởi vì nếu mà hiến máu có nghĩa là tự nguyện cho máu, chứ không có một cái đất nước nào mà bắt người ta phải đi dâng máu như vậy hết trơn á. Hút máu người dân cỡ này, lấy tiền bạc của cải, bây giờ tới cả máu nữa, vài bữa tới còn cái gì nữa. Nô lệ hiện tại dân tộc của mình đã bị vùi dập như vậy rồi, thì bây giờ các anh chị em hãy cùng nhau đứng lên giành lại lãnh thổ của mình, giành lại quyền con người của mình đi. Vì vì bây giờ con người của mình không không có con đường nào để chọn nữa. Trần Minh Quân nói là rất rất chính xác hả? Thì mình hy vọng là đừng có chính xác tới mức độ như vậy, bởi vì con người của mình bây giờ nó muốn bắt một nó muốn làm cái gì, đất đai mình đang ở, nhà mình đang ở, nó muốn vô nó chiếm, nó đẩy mình đi chỗ khác để nó bán cái phần đất đó cho tụi Trung Quốc là nó làm. Rồi tiền bạc của dân giờ vàng cũng không được, bây giờ tiền ở trong nước bây giờ nó loạn lên hết trơn, không biết là chừng nào sẽ xảy ra chuyện gì. Thành ra mọi người dân cũng phải cẩn thận, là tại vì sắp Tết tới nơi sẽ có nhiều cuộc biến động, từ mình hy vọng là có những cái cuộc biến động từ Tết Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm qua mình có nói chuyện với một người bạn, thì một em trẻ này rất là dễ thương, nói là em nói cái câu rất là hay như nè: thời thế tạo anh hùng, em không có muốn làm lấy thời thế tạo anh hùng mà em muốn anh hùng tạo thời thế. Thành ra khi mà các em nhỏ đứng lên, thì các bạn trẻ đứng lên, thì mình hy vọng là toàn dân Việt Nam không cần biết các bạn là ai, bao nhiêu tuổi, bị gì. Cũng có một cái chú nói vô là chú năm nay đã 58 tuổi rồi, đất nước mà cần tới chú thì chú sẵn sàng đứng lên. Thì cái đó rất là cái lời rất là cảm động, rất là cảm ơn chú. Rồi các bạn có thể suy nghĩ không, 30 bây giờ tới Tết Việt Nam mình còn hơn 2 tuần nữa là Tết Việt Nam. Nếu mà sau Tết Việt Nam hoặc là trong khoảng Tết Việt Nam mà các anh chị có một buổi cuộn đứng lên để giành lại cái quyền sống của mình, thì chúng ta có thể kéo dài cho tới từ Tết Việt Nam, mỗi ngày chúng ta xuống đường đòi lại cái sự nhân quyền của mình.
cho tới đòi lại biển đảo của mình, cho tới từ Tết Việt Nam cho tới ngày 30 tháng 4 cho tới 1 tháng 5 là đúng ngày 1 năm tưởng niệm ngày biển Dung Án bị chết, cá bị chết trắng ở 4 tỉnh miền Trung. Thành ra các bạn phải đừng có quên cái chuyện này nữa. Bây giờ chỉ còn có mấy tháng nữa là đúng 1 năm cá biển chết sạch ở 4 tỉnh miền Trung biển Dung Án. Thành ra nếu mà chúng ta đồng loạt đứng lên từ Tết ta Tết Nguyên Đán cho tới 30 tháng 4 năm 2017 hoặc là 1 tháng 5, là tại vì 1 tháng 5 năm vừa rồi rất là có nhiều cuộc biểu tình, nhưng mà những cuộc biểu tình đó chỉ xảy ra trong một hai lần không có kết quả gì hết, thì mình hy vọng là năm 2017 sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Graph Phạm nói là suy nghĩ vụ hiến máu là đúng, Trung Quốc là chùm bán nội tạng, nó sẽ thu thập thông tin về nhóm máu và từ từ nó sẽ bắt dân Việt Nam như bắt gà để lấy nội tạng bán cho người phù hợp. Thì cái đó là cũng suy nghĩ của mình đó, nhưng mà mỗi lần mà suy nghĩ như vậy tự nhiên cảm thấy rất là sợ cho người dân của mình. Thành ra người dân của mình phải rất là cẩn thận trong vụ này. Bây giờ nếu mà nó cho bắt mình đi hiến máu, không có một cái lý do nào mà bắt người dân mà phải đi hiến máu một cách kỳ lạ như vậy. Trên thế giới này mình chưa bao giờ nghe cái vụ mà hiến máu là bắt buộc đi. Cái này là phải là volunteer chứ không phải là bắt buộc cái kiểu này. Nhưng mà nếu mà các bạn cứ tình nguyện mà đi như vậy thì mình khuyên là nên không có đi đi, bởi vì quá vô lý. Có người nói là bên Việt Nam thì người thì ranh ma, kẻ thì ham tiền. Thì bây giờ nguyên cái đảng cộng sản đó nó ranh ma, nó ham tiền, nó chỉ muốn cướp của người dân rồi nó sẽ đi kiếm đường để ra khỏi nước để nó sống. Bởi vì mình biết được á, một người bạn đã nói chuyện á, là nói là năm 2020 là cộng sản Việt Nam sẽ giao miền Bắc cho Trung Quốc, rồi từ từ nó sẽ giao tới miền Nam. Mà hình như là mấy cái người này đã biết được hết trơn rồi, thành ra họ tìm đủ mọi cách ra khỏi nước Việt Nam trước năm 2, đưa gia đình và vợ con hay là gia đình của họ ra khỏi nước Việt Nam trước năm 2020. Vì là năm 2000 trước năm 2020 là miền Bắc sẽ giao cho tụi Trung Quốc, rồi từ từ nó mới chiếm vô miền Nam. Thì các bạn miền Bắc, bất cứ miền nào, hễ mà một cái vùng nào nổi lên thì toàn dân toàn quốc hãy nổi lên, hãy đứng lên cùng mọi người. Bởi vì 1 triệu người không thể nào cứu được 9 triệu người. Đây là một cái một đất nước đó, cả một dân tộc. Thành ra xin mọi người hãy cùng nhau đứng lên. Von Lương nói là Hàng Sa mất ngày 19 tháng 1 năm 1974, không biết có ai còn nhớ không. Thì ngày hôm qua con có đọc cái bài này rồi, là nói là Hàng Sa mất lúc nào. Chắc là mọi người, hy vọng là mọi người có đọc cái bài này thì có nghe cái bài này thì biết được cái ngày đó. Chống Nguyễn Lan nói là chống mặt với lũ cộng sản này qua trò gì nó cũng nghĩ ra, người ta nói sự thật cho các bạn một phần, còn một phần mấy bạn phải tự tìm hiểu để biết chứ. Thông não, mở mắt ra đi mấy bạn ơi, gấp lắm rồi. Thì bây giờ tình hình đất nước của mình cũng rất là hỗn loạn rồi đó, rất là gấp lắm rồi. Là tại vì bây giờ lấy cả máu của các bạn rồi đó, không biết chừng nào lấy cả nguyên con người của mình để mà nó dâng luôn đó. Thành ra các bạn phải suy nghĩ, tìm hiểu thêm, nhưng mà tìm hiểu phải tìm hiểu từ lúc này vì không có còn thời gian nữa đâu. Đây là một cơ hội sống còn của dân tộc, của đất nước, của các bạn và gia đình các bạn. Chúc các bạn một ngày an lành, sẽ có dịp gặp lại các bạn vào dịp khác nha. Bye bye.